À, tưởng gì nghiêm trọng chứ. Hóa ra có thứ khiến Aileen thắc mắc hơn sọt cà chua bi trống không của mình, chính là thứ gì trên đầu Sejun thế kia. Hắn tháo cái nón rơm xuống cho con rồng thấy rõ, bảo tóc tai dài quá nên nhờ thỏ mẹ cắt giúp cho đấy mà. Thấy sao nào, có kỳ cục quá không? Sejun ngại ngùng đưa tay gãi gãi phần ót của mình, nhưng môi nở nụ cười, đúng kiểu biết mình đẹp trai mà giả vờ ngại ngùng để hỏi ý kiến xem sao. Đến đoạn này có bạn nào rụng trứng thì đi úp mì tôm đi nhé. Con rồng nhìn cái đầu ngắn cùn của Sejun mà hú cả hồn, nó mở banh con mắt nhìn đi nhìn lại chẳng thể tin nổi, sao mới một buổi không thấy nhau mà tên đông dân này đã khác thế. Mãi không thấy quản lý tòa tháp trả lời, Sejun thấy lạ lắm, nhìn cửa sổ trạng thái không thấy chữ, bèn gọi Aileen. Vẫn chẳng thấy đáp gì, hắn hô tay qua lại như phủi ruồi, sao không trả lời thế hả, alo alo, tôi hỏi cô thấy sao về mái tóc này mà. Thấy cái mặt cáu bẩn của Sejun trong quả cầu, con nhỏ phải sắp xếp lại từ ngữ một chút mới nói được, nó đang bị đơ bởi giao diện không hề giống nông dân, mà nói đúng hơn là đẹp trai quá má, khiến trái tim rồng bé bỏng của nó đây đập thình thịch. Đến đoạn này Mít không hiểu thẩm mỹ của con người sao lại vừa mắt ai lên được nữa, nó là một con rồng cái mèo pa sao. Cái mặt Sejun ghé sát vào màn hình, đưa tay sờ sờ xem hệ thống có lỗi gì không, tranh thủ gọi Aileen à, khiến nó đỏ mặt dựng đứng hết cả lông trên người lên, ai không biết lại tưởng nó mê trai ấy. Vội vã phát tín hiệu cho Sejun, hắn đọc thấy dòng chữ quản lý tòa tháp không muốn bạn đến gần hơn, liền lui ra xa, tưởng mình làm gì sai bèn bối rối hỏi có chuyện gì hả. Mấy dòng chữ hiện ra ngay lập tức, quản lý nói chẳng có chuyện gì hết, cổ nói cổ không rời mắt được dây nào mà thôi. Quản lý tòa tháp đang yêu cầu bạn đưa cho cô ấy một ít tôm hôm trước đã cho ấy. Sejun xoa đầu mình vẻ đã hiểu, còn tưởng chuyện gì chứ, vẫn là vì đồ ăn mà làm ra vẻ thần bí ghê. Hắn ngồi xuống cho vừa tầm cái bảng, nhỏ giọng bảo có điều tôi sợ lần này cô phải ăn từ từ hơn so với lần trước đây. Dạo này số lượng bọn tôm đang giảm dần. Đến hiện tại chỉ còn 1 đến 3 con thôi, cũng tại vì đang có tôm nên chẳng thấy con cá piranha nào. Hắn vừa đi đến chỗ chữ đồ ăn vừa nói với cửa sổ bên cạnh, mấy ngày này tôi toàn ăn rau củ quả không đấy, đang cảm thấy người nhẹ nhõm hẳn đây này. Biết đâu nó cũng tốt cho cô thì sao? Sejun lấy ra mấy cái bắp ngô đã được làm sạch trong sọt hành lá, giơ lên hỏi Aileen, đổi lại tôi cho cô cái này nhé. Ăn cà chua và bắp ngô tạm được không? Thấy dòng chữ đã đổi thành quản lý tòa tháp cảm ơn bạn, Sejun cười híp mắt giơ giỏ đồ ăn lên hỏi thêm, chắc là cô cũng hết cả khoai sấy rồi phải không? Bỗng hắn thấy dòng chữ và ngập ngừng, bèn hỏi lại và gì nữa thế? Quản lý tòa tháp bảo tóc mới hợp với bạn đấy. Aileen chỉ cho hiện mỗi dòng chữ ấy rồi cất ngay bảng thông báo đi, cứ như ngại ngùng sợ người ta biết được mình đang khen họ vậy. Một lát sau Sejun mới hiểu ra, nhưng không hiểu quản lý tòa tháp đang bị cái gì. Aileen sao thế nhỉ, cũng biết cách khen người ta ấy chứ. Nhưng mà tám chuyện như thế là đủ rồi, hắn nhìn ra miệng hang tràn đầy ánh nắng, vươn vai động viên mình tiếp tục quay lại tập trung vào công việc thôi nhỉ. Giỏ hành lá về đến tay Aileen đột nhiên run lập cập lạ thường, ai không biết lại tưởng nó lạnh lẽo lắm, nhưng thật ra chỉ tại hai cái tay rồng đang vì hồi hộp mà run lên thôi. Aileen cầm giỏ bắp ngô cứ như cầm báu vật, mắt nhìn chăm chăm vào nó mà mặt đỏ bừng, tim đập rộn ràng nghe rõ tiếng thụp 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 trong lồng ngực. Nó khó chịu đưa tay lên cảm nhận, chẳng hiểu sao hôm nay lại đập như điên vậy nữa. Có phải đây là một hiện tượng lạ của trái tim rồng không? Trước khi ăn cà chua bi của Sejun trồng, trái tim của Aileen chưa từng đập, nay vì một giỏ bắp ngô mà đập như điên vậy sao? Không không được, nó lắc đầu quầy quậy cố gạt suy nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu. Điều hòa nhịp tim xong, Aileen trấn an mình chỉ là quá bất ngờ vì Park Sejun thay đổi vẻ ngoài đột ngột quá mà thôi. Chủ yếu vẫn để lấy đồ ăn từ hắn thôi mà, bây giờ đã có rồi thì phải ăn thôi. Đột nhiên hướng ánh mắt vào giỏ ngô đầy ắp, con rồng bỗng khựng lại. Nó ngẩn ngơ ra nhớ lại lời khi nãy Sejun nói, ăn mấy thứ đó nuôi dưỡng tốt cho cơ thể của cô lắm đó. Đột nhiên Aileen nghĩ ra một sáng kiến nào đó, liền qua phòng sách lục tung mấy quyển đỏ xanh lên, cứ lẩm nhẩm mình biết chắc nó ở đâu đó quanh đây mà. Mãi mới tìm thấy, móng rồng to lớn quặp ra một quyển sách dày cộp bìa đen, chữ vàng khắc sâu mấy chữ, tuyển tập công thức nấu ăn bất hủ, còn có thêm hình minh họa rất chuyên nghiệp. Aileen hào hứng mở quyển sách ra, thầm kêu lên Park Sejun à, tôi sẽ làm một thứ đặc biệt cho anh. Bằng tất cả tấm lòng này, Aileen thẹn thùng đưa quyển sách lên áp vào mặt cứ như đang nói cho Sejun nghe vậy đó. Ngày hôm sau, mới ló mặt ra đã thấy vẻ hào hứng của Quýt, trông nó sáng bóng ngời ngời, giơ tay lên chào hello human tôi đến rồi nè, lâu lắm mới thấy thương nhân mau đến. Các dũng sĩ liền hưởng ứng ngay, đồng thanh hô rất hân hạnh được gặp thương mèo lữ hành, hôm nay anh muốn bán bao nhiêu cà chua bi thế ạ? Nhanh cho chúng tôi biết đi, có rất nhiều đang cần mua nó. Quýt mới đến đã bị cảnh này làm cho ngần người, sao hôm nay trông mọi người vội vã thế? Tay nó lôi sọt cà chua trà bá trong túi không gian ra đặt mạnh lên nền đất, hỏi lại sao mọi người gấp gáp thế? Bán đấu giá cho từng đợt, mỗi đợt 400 quả, tổng cộng 3.600 quả nhé. Cái gì cơ, cả đám người nghe con số 3.600 quả mà há hốc cả miệng. Bình thường Quýt chỉ đem bán khoảng 2.000 quả thôi, chia ra làm 5 đợt, nghĩa là lần này nó đem theo gần gấp đôi số hay bán. Thế là tiếng trả giá náo động cả khu vực vang lên, bắt đầu bằng 120 đồng tiền tháp, 400 quả đầu tiên đã được chốt 200 đồng. Chẳng mấy chốc 4 đợt đã được bán nhanh chóng, Quýt đang thò tay vào túi lục lọi chuẩn bị lôi ra 2.000 quả tiếp theo để bán. Bỗng một giọng nói lạ từ trên ngăn nó lại. Đợi đã thương mèo, lữ hành, tôi sẽ mua toàn bộ số cà chua bi tiếp theo với giá 1.600 đồng tiền tháp. Là một chiến binh trẻ tuổi tay cầm bịch tiền vàng nặng trịch đi cùng một người đàn ông mặc đồ vest. Chưa đợi Quýt đáp lời, cậu ta đã quay mặt về đám người còn lại mà hả hê hỏi, không có ai muốn đấu tiền với Garel đúng không? Đố mọi người biết anh ta trả giá gấp bao nhiêu lần mà Quýt bán ngay đấy.
Nó để 2.000 quả cà chua bi trong mấy cái sọt hành lá lớn cho cậu chiến binh, chốt kèo ngay lập tức rồi chào tạm biệt mọi người đi về. Nhân viên công ty đến bưng số cà chua đi ngay lập tức, để lại một đống người bất mãn xì xầm với nhau. Không còn cà chua bi bên ngoài tòa tháp nên chúng ta không thể mua để bán lại được. Sao một công ty lớn như thế muốn độc quyền tất cả mọi thứ vậy? Dong Sik đến sau nên không tham gia mua, chỉ nghe mọi người bàn tán, đến đội của anh ta cũng vò đầu bứt tai vì chuyện này. Họ than vãn, những thợ săn bình thường như chúng ta sẽ không bao giờ mua được cà chua bi nữa. Chết thật, mình đã định mua một ít tặng cho vợ sắp cưới chuẩn bị gặp vào tháng sau. Rồi khi nào đưa thiệp vậy ông? Dong Sik chỉ đứng nghe mà không bàn thêm, bởi còn bận giấu nụ cười của mình. Mình quá rành quýt mà. Mình có thể đến thực hiện giao dịch khác với Park Seo-joon trên tầng 40 bằng cách. Cách gì chưa nghĩ xong đã nghe tiếng hét toáng lên của đám người của công ty Garel. Mọi người, mau lại đây xem lựa chọn của cà chua bi nè. Tên người chồng chưa từng xuất hiện, giờ đây đã lộ diện rồi. Bọn họ súng lại nhặt nó lên xem. Tên hắn ngắn gọn như thế đọc phát biết ngay là người Hàn Quốc, nông dân tòa tháp Park Seo-joon nè. Dong Sik hốt hoảng nhào tới chỗ anh ta, giật luôn quả cà chua, sấn sổ bảo ê cho coi nhiều một chút. Chưa tới một giây chờ bảng thông số hiện ra mà anh ta đã cảm thấy như một thế kỷ. Cà chua bi ma thuật, loại cà chua bi được trồng trong tháp với dinh dưỡng phong phú và hương vị thơm ngon. Khi ăn nó có thể phá vỡ 20g chất béo trong cơ thể và tăng thể lực lên 0,2 điểm trong 10 phút, tăng cảm giác khỏe mạnh hơn. Có thể sử dụng tác dụng trồng đến 10 lớp trong vòng 1 giờ đồng hồ. Người trồng, Park Seo-joon, thời hạn sử dụng 60 ngày, cấp D. Dong Sik há hốc mồm không tin được. Tên người chồng thì anh ta biết, nhưng nghề nghiệp rõ ràng là nông dân tòa tháp sao? Tên lính kia gào toáng lên ra lệnh cho nhân viên Garel, mau quay trở lại trại của hội ở tầng 1 và ngay lập tức tìm hiểu về Park Seo-joon. Chúng ta phải để anh ta đứng về phía mình, đưa hội thợ săn Mỹ đến Hàn Quốc ngay. Ra lệnh xong, cậu ta lại nhìn quả cà chua bé bé trong tay mình mà cười hô hô khoái chí. Chúng ta thu được thông tin quý báu rồi, ta sẽ nhận được cơ số lời khen từ phó chủ tịch, tự chúc mình được thăng chức luôn cho nóng nào. Dong Sik đứng từ xa nhìn cậu kia cười sung sướng vì con đường công danh rộng mở, cùng với đám nhân viên cõng 2.000 trái cà chua bi rời đi mà lòng lạnh lẽo. Chết tiệt, với cái tình trạng này, mình sẽ mất đi một tài năng quý giá. Mà hơn ai hết, người nhà Park Seo-joon sẽ gặp nguy hiểm. Đối với những người giàu có bên ngoài tháp, cà chua bi là một vật phẩm có giá hơn cả đá quý. Nếu người chồng ở trong tháp, có khả năng cao họ sẽ bị đe dọa hoặc bắt cóc gia đình để kiểm soát độc quyền, nhằm ép Seo-joon phải thực hiện những điều có lợi cho các tập đoàn. Dong Sik ngẫm nghĩ, dựa theo những gì Quýt nói hôm trước, Park Seo-joon chưa bao giờ rời khỏi tháp vì nhiệm vụ một lần nào cả. Nhưng cậu ấy chỉ nhận thông tin bên ngoài thông qua Quýt, nên có lẽ không hề biết gì về tình hình hiện nay. Đang ngẫm nghĩ, anh ta nghe tiếng Quýt bên cạnh. Ơ anh Kim, Dong Sik đây rồi, tôi đang định tờ. Chữ tìm chưa ra khỏi miệng, anh ta đã vội vàng ôm ngang người con mèo chạy đi. Ai không biết lại tưởng đội trưởng đội thợ săn này là trộm chó. Không giải thích lời nào, anh ta xách con mèo qua một khoảng rừng thưa, nhìn qua ngó lại cho đến khi chắc chắn không có ai ở gần mà nghe được mình nói chuyện mới thôi. Quýt chẳng hiểu gì cả, ông làm nó hoảng theo, hỏi có chuyện gì thế? Anh ta nhẹ nhàng đặt con mèo xuống đất, lúc này mới hỏi Quýt, tại sao danh tính của người chồng đột nhiên xuất hiện vậy? Trước đây tên của người chồng bị ẩn đi mà, sao lúc này bỗng dưng lại rõ cả họ lẫn tên? Quýt không hiểu vì sao Dong Sik có vẻ lo lắng, nhưng nó vẫn giải thích bởi vì tôi đã trở thành một thương mèo lang thang bậc trung. Trước đây để bảo vệ những thương nhân lang thang mới mà tên của người chồng hoặc sản xuất sẽ được ẩn đi. Nhưng có chuyện gì vậy? Anh ta bỏ qua đoạn đầu đoạn giữa, thẳng tới đoạn cuối rằng gia đình Park Seo-joon đang gặp nguy hiểm, khiến cho Quýt hết cả hồn. Tôi không biết tình hình bên trong tháp nhưng hiện tại mọi người đều đang hỗn loạn vì cà chua bi ở bên ngoài tháp. Mọi thứ đã ổn định suốt thời gian qua vì tên người chồng bị giấu đi. Nhưng giờ khi tên cậu Park Seo-joon được tiết lộ, có rất nhiều người không ngần ngại làm những điều xấu để kiểm soát độc quyền cà chua bi. Mọi người sẽ nhắm đến gia đình của cậu Seo-joon. Quýt lo lắng tiến đến hỏi, có phải vì ta không? Bởi vì ta đã trở thành một thương mèo lang thang tầm trung sao? Chúng ta phải làm sao đây? Gặp rắc rối to mất. Ta sẽ bị chủ tịch mắng mất. Thấy nó rối tung lên như vậy, Dong Sik vội trấn an liền, đừng có lo lắng. Ta, Kim Dong Sik, sẽ bảo vệ gia đình của anh Park Seo-joon, kể cả có phải đặt danh dự của Hội Phượng Hoàng vào cuộc. Quýt nghe vậy mới nhẹ giọng cảm ơn. Qua một hồi Dong Sik bảo vệ ta phải nhanh chóng quay về tầng dưới của tòa tháp, con mèo mới nhớ ra mình đến tìm Dong Sik vì chuyện gì. Nó lục lọi trong túi rút của mình, bảo trước khi anh đi ta có việc nhờ. Nó đặt ầm hai sọt ngô và cà rốt đã được làm sạch trước mặt Dong Sik, vui vẻ bảo đây là quà anh Seo-joon gửi về cho gia đình. Điều kiện vẫn giống như trước đó, giá là 200 cà chua bi ma thuật. Dong Sik chưa từng thấy thứ này, tò mò cầm lên xem thấy bảng thông tin hiện ra là cà rốt nhanh nhẹn và ngô sức bền thì ngạc nhiên lắm. Amazing good job, nếu thế giới mà biết được thì sao? Quýt ngó lên lo lắng hỏi, có gì nguy hiểm không thế? Dong Sik uy tín chống hông bảo không sao, đừng lo lắng, hãy nói với Seo-joon ta sẽ mang thứ này đến cho họ thật an toàn. Quýt đồng ý, để lại 3 sọt rau củ lớn cho Dong Sik rồi vẫy tay tạm biệt anh ta rời đi. Chẳng biết bằng cách nào một mình Dong Sik có thể vác về được nữa, nhưng thứ bây giờ suy nghĩ nhất khi nhìn vào đống này chính là, quả đúng như mình nghĩ, phải thông báo cho ông chủ về chuyện này thôi. Ở lối vào đường đi lữ hành tầng thứ 38, nhân ngư ngồi chờ Quýt quay trở lại với rất nhiều hành lá được xếp sẵn, bên cạnh là 3 con sói cáo kỉnh bị trói chặt, mặc kệ dòng người vội vàng lướt qua. Elki và Elko bị trói ngồi xổm, trông kiểu đã chấp nhận chuyện mình bị bắt, chỉ có mỗi tộc trưởng Elka là không chịu, giờ đang ngoạc mồm ra chửi, mấy cái con bò óc teo khốn kiếp này. Sự kiêu hãnh của các ngươi bị phá hủy bởi mấy cái suy nghĩ giản đơn vậy luôn đó hả?
thấy hai đứa nó vẫn đang nhai. Elka chửi tiếp, sao các ngươi có thể làm việc cho một thương mèo lữ hành thấp kém được chứ? Các ngươi là những tên khốn ngây thơ đến vậy sao? Nếu được bảo chờ đợi thì sẽ chờ đợi, bảo rời đi thì sẽ rời đi hả? Huyền thoại về quái vật tầng 99 toàn là xạo chó thôi chứ gì. Bỏ bốn miễn nhiễm với mấy lời khích bác, nhưng ăn mất ngon hẳn. Cô quay ra hỏi bỏ ba mình có nên đánh hắn thêm một lần nữa không chứ? Cậu ta siết lá hành trên tay ngăn cản, không được đâu bò bốn, hắn sẽ chết nếu bị cô đập đấy. Đúng lúc đó Quýt nhảy về, miệng la lên bye bye, có chuyện gấp, nhanh chóng đi thôi. Bò ba thấy nó chạy bằng cả bốn chân, bèn hỏi sao mà về nhanh thế. Thấy vẻ sốt ruột này, bò ba lo lắng hỏi có chuyện gấp à, chuyện gì thế. Quyết định tóm gọn lại rằng gia đình của anh Sejun, mà thôi nó thấy dài quá nên chuyển thành ta sẽ giải thích trên đường. Thế là hai bò ba sói vác chúng nó khởi hành về lại tầng 99 ngay và luôn. Riêng Elka được một mình bò ba vác chứ cái miệng hỗn lại ồn ào quá, liên tục gầm gừ đòi thả ta ra đi nhân ngưu kia. Nghĩ đến chuyện mình hết đồ ăn rồi, bò bốn lẩm nhẩm mình sẽ lại phải ăn bùn khi quay trở lại đó. Chợt Quýt bảo đợi mình một lát, nó nhìn qua sạp hàng ven đường, bảo mình phải ghé qua chỗ người bán hàng này một chút. Quýt nhấc một cái vòng có viên đá màu tím lấp lánh lên hỏi giá bao nhiêu thế. Chủ sạp bảo 2 đồng tháp mà mắt cứ nhìn lên trên, bộ dạng giật mình khi thấy hai cái bóng to lớn phủ xuống chỗ mình đứng. Là bò ba và bò bốn không đứng xa chờ Quýt mà tò mò tiến lại xem sao. Giao diện của tụi nó làm người ta chết khiếp, lơ luôn khuôn mặt tươi tắn của Quýt đang mè nheo, giảm giá cho ta đi nhé. Hỏi giảm giá mà sau lưng là hai tên thuộc hạ to cao thế này, ai dám từ chối chứ?